Rồi, mến chào các bạn và ngày hôm nay sẽ giới thiệu tiếp các bạn một cái sản phẩm của Watro. Thì đối với cái sản phẩm này là một cái cây búa và kèm theo những cái chi tiết dụng cụ đa năng bên trong của một cây búa nhỏ như đây. Thì các bạn có thể sử dụng cái sản phẩm này trong những cái chuyến đi du lịch, hoặc các bạn sử dụng trong gia đình, hoặc các bạn có thể là bỏ trong túi trong dụng cụ đồ nghề. Chúng ta có thể sử dụng trong những lúc cần thiết đến những cái dụng cụ nhỏ như này mà có nhiều chi tiết. Thì một cái sản phẩm này khá là thông dụng, cũng như các bạn có thể là dễ dàng mang theo trong những chuyến đi du lịch, đi phượt v.v. Thì các bạn nhìn thấy đây những cái dũa như thế này. Các bạn có thể là dũa những cái kim loại nhỏ, hoặc các bạn sử dụng trong những cái điều kiện cần thiết. Một cây cưa nhỏ như thế này, biết đâu trong một cái lúc nào đó thì chúng ta dần cần những cái dụng cụ cưa cắt như thế này. Thì một cái dụng cụ đa năng thì thường là nó sẽ đi theo kèm theo nhiều cái sản phẩm. Và bên cạnh đó thì một cái con dao nhỏ để dùng, ta có thể là sử dụng cắt gọt, hoặc là chúng ta khui sản phẩm bằng những cái mũi dao hoặc là những cái tu vít ha. Thì những cái tu vít bên trong cái sản phẩm này mình thấy rất là ok, nhưng có một điều nhược điểm mình cảm thấy đánh giá với sản phẩm tu vít này, nó đầu nó hơi bị tù, cho nên là cái việc mà chúng ta vặn nó cũng hơi khó so với cái sản phẩm tu vít bình thường. Thì mình đánh giá cái phần tu vít này nó chưa được tốt cho lắm. Riêng cái phần những cái phần còn lại thì mình đánh giá cao, bởi vì cái độ gia công của người ta cũng khá là chi tiết tỉ mỉ. Cái phần búa cũng như cái những phần thép bên đây mà khi mình cầm cái sản phẩm lên tay rất là nặng tay, rất là chắc tay. Mình đánh giá cao về phần về đó. Còn phần tu vít thì cần phải cải tiến thêm. Riêng đối với sản phẩm này thì mình thấy nhỏ gọn và đa dụng, cho nên là chúng ta dễ dàng mang theo. Chúng ta có thể bỏ bên trong người hoặc là trong những cái túi dụng cụ để di chuyển. Thì khá là thú vị đối với phần đầu búa này. Mình cảm thấy đầu búa được thiết kế những cái răng rất là ok, có thêm phần kẹp ốc, phần nạy đinh, nhổ đinh, phần cắt dây, phần đầu búa dùng để gõ, để gò, vân vân. Thì mình thấy là khá là hợp lý đối với một cái dụng cụ đa năng, và giá thành thì cũng khá là mềm, phù hợp với tất cả anh em. Đó là cái sản phẩm của Watro. Thì đối với dòng sản phẩm Watro này, mình sẽ nhắc lại cái mã hàng là Watro W014010. Đây là một cái búa và dụng cụ đa năng khá là phù hợp với anh em. Thì anh em nào quan tâm, cảm thấy thích thú thì chúng ta có thể là sưu tầm, hoặc chúng ta mua để chúng ta sử dụng trong một cái công việc nào đó. Vâng, và địa chỉ các bạn mua hàng, các bạn có thể liên hệ trực tiếp hai số điện thoại mình để phía dưới, hoặc các bạn đến trực tiếp tại địa chỉ bán hàng là 200B đường Bến Thang, ấp 3 Sao, Phú Quyền, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Những bạn nào ở các tỉnh lân cận thì các bạn có thể đến trực tiếp bên mình để mua hàng.